Huyện Côn Đảo đã tích cực triển khai nhiều giải pháp truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trên đảo. Hơn 250 em học sinh từ 8 đến 16 tuổi được chia thành 6 nhóm lớp bơi theo từng độ tuổi khác nhau. Suốt mùa hè, đều đặn mỗi buổi sáng chiều trong tuần, học sinh huyện Côn Đảo đến Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tham gia lớp học bơi miễn phí do Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức. Qua cái lớp học này thì các em cũng đã rèn luyện được những cái kỹ năng bơi lội rồi kỹ năng hoạt động tập thể cũng rất là hữu ích và làm cho các em năng động cũng như là hoạt bát hơn trong cái cuộc sống. Tại lớp học bơi này chúng con được các thầy hướng dẫn về cách bơi và cách để mình có thể nín thở và thở một cách đều hơn dưới nước để không bị hoảng. Theo thống kê của cơ quan chức năng huyện Côn Đảo, toàn huyện có 21,6% trẻ em biết bơi. Năm 2022, trên địa bàn huyện đã xảy ra một trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước, mà nguyên nhân là do trẻ em không biết bơi. Vì vậy, việc tổ chức các lớp bơi cho trẻ em giúp các em có thể tự bảo vệ mình, phòng tránh đuối nước. Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo cũng đã chỉ đạo các cơ quan trên địa bàn tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, gia đình và xã hội về phòng chống đuối nước, đặc biệt là ở trẻ em. Hàng năm, huyện đều phát động toàn dân luyện tập môn bơi và thực hiện chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Những năm gần đây, huyện còn tổ chức các giải bơi lội cho các em học sinh, qua đó chuyển tải sâu rộng hơn tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong phát triển bơi lội và phòng chống đuối nước.